là chết hết luôn, chết không hết luôn. Không còn người nào luôn. Ừ. Ồ, 6 người chồng mà chết hết 6 người chồng luôn. Ừ. Đầu tiên là lấy ba bị bệnh đó, xong rồi chết luôn. Chết luôn. Ừ. Lấy chồng thứ hai nữa là kéo cổ đó. Treo cổ chết. Ừ. Rồi chết rồi chồng thứ ba. Ừ, chồng bỏ. Chồng bỏ. Ừ. Chồng bỏ chứ đâu phải chết đâu. Không, bỏ. Bỏ. Bỏ đi luôn. Bỏ đi rồi chồng thứ tư. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ồ, thứ năm. Chết. Chết. Ừ. Gà xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui về mảnh kẻ bên nhìn của mình nha. À, hiện tại là gà đang ở trên núi nè. Thì gà có nghe qua một câu chuyện của một cô đã chia sẻ với gà là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn cả nhà. Một người vợ mà tới 6 người chồng luôn cả nhà. Bây giờ gà mời cả nhà mình vô tìm hiểu hoàn cảnh nha. Là có một cái chị đang ngồi chăn bò là con của cái cô đó. Thì gà nghe nói là cô đó có 6 người chồng luôn. Gà nghe gà hết hồn luôn cả nhà. 6 người chồng, mỗi người chồng như vậy là sinh một người con. Đó. Với lại có một người chồng là treo cổ từ tử mất nữa cả nhà. Đây là cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà của chị đang dắt cái con bò đó cả nhà. Là chị đang hiện tại là đang đi chăn bò mướn cho một người dì. Thì dì của chị á, là sinh ra 2 người con. Nhưng mà con á là dì đó là đi bắt chồng khác, bỏ lại 2 người con. Là cái chị này cũng là nuôi luôn, nuôi 2 người con đó luôn. Chó sủa rồi. Nghe chó sủa là mình thấy thương chó rồi đó. Thôi đừng có cắn con. Đừng có sủa nữa nha. Về đây. Chó mà nó thấy gà là nó tới nó mừng đó cả nhà ơi. Đây là lần đầu tiên mà gà bước đến đây nha. Nhưng mà gà không có sợ chó đâu. À tới đây con, tới đây con trai. À giỏi. Đây mực mực đây nè. Đó cả nhà thấy chưa. À thương quá. Thôi mai mua xúc xích cho con ăn nha. Tới đây, tới đây. Mất đuôi nè. Tới đây con, tới đây con. Gà đi tới đâu á là cái con chó nó thấy mình là nó kiểu như nó nhìn mình giống như là mặt mình giống như mặt chó cả nhà. Nó quen luôn rồi. Xin chào con gái. Con gái trốn đâu vậy? Con gái trốn đâu con gái ơi? Đi ra đây nè. Ra đây. Mau lên, mau lên, mau lên. Ra đây, ra đây. Con ra đây con. Giới thiệu với cả nhà mình đây là cái ngôi nhà của chị nè. Đi con đây con gái, đi. Ra ra chúng nói nè. Mau lên. Ra chúng chào bánh ăn nè, mau lên. Chưa có bánh cả nhà, không có bánh. Ra đây, ra đây, ra đây. Đó, cả nhà thấy con bé dễ thương cả nhà. Nhả xuống tí nè, tí nè. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Mấy tuổi rồi? Hả? À, bé này á là con của cái chị chăn bò nãy, chị dắt bò lúc nãy á cả nhà. Bé rất là dễ thương, con mấy tuổi rồi? Hử? Con chào cả nhà ơi. Nói đi, mắc cỡ cả nhà. Cỡ. Mấy đứa nhỏ trên này dễ thương lắm. Hôm bữa gà có phát quà cho mấy đứa nhỏ này cả nhà. Đó, chó tới mừng nè. Hử hử, con này cắn một cái đi. Đây chút đầu cái nè, tao đây mau lên, mau lên. À hai bé chó mực, gà chó đen, một con thì cái một con đực ở nhà. Gà nghĩ là hai anh em nó đen thui lùi luôn. Này con nha, đây con đó. Dễ thương lắm, bữa nào gà đi gà mua đồ ăn cho tụi nó, tại vì hôm nay là gà đi ngang qua đây thôi, gà ghé qua đây gà không có đồ ăn cả nhà. Đây là cái nhà bếp. Nhà bếp để họ nấu đồ ăn này kia. Này cái nhà chính nha cả nhà nha. Cái nhà đây thì cũng lụp sụp thôi. Nói chung là ngôi nhà nào nó cũng giống cái ngôi nhà nào hết trơn á. Ô, chào chị. Chị mới đi về cả nhà. Chị ra đây ngồi chơi chị. Ra đây ngồi chơi nè. Nhà này của mình đúng không chị? Ở trong mình để cái gì mà thép gai được không vậy? Ra ra đi ngồi chị, ra đây, ra đây. Tại vì bên trong nó tối quá cả nhà. Cho em đeo chị cái mít nha. Ủa, cái công việc hàng ngày của chị là chị làm mấy công việc gì chị? Chăn bò không? Chăn bò không mà hả? Ừ. Là bò mình chăn mướn cho gì hay sao? Chăn cho gì, gì không có chăn bò, gì đi lang thang. Gì đi lang thang hả? Dạ. Ủa mà gì của chị là lang thang ở đâu? Không biết, nó bắt chồng ở Phan Rang đó, chồng lấy vợ khác luôn, vợ ở bên bên này đó. À. Không nó về, không có về nhà, có đi lang thang. Không có về là đi lang thang vậy đó. Dạ. Ủa gì, gì của chị là có con không? Có cho ba đứa con. Ba đứa con, mà hiện dạ. Tại là con của gì ở đâu?
với em ha. Là chị nuôi đó hả? Ủa năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 23. Ủa 23 tuổi, nhỏ hơn gà tới 7 tuổi luôn cả nhà. Từ còn nhỏ là kêu bằng em đi ha. Là nhỏ hơn mình tới 7 tuổi luôn cả nhà. Mình ngồi đây đi chị, ngồi đây cho nó sáng nè, cho đây tối quá. Là hiện tại là hiện tại là mình có một bé nhỏ đây thôi hả? Dạ. À là chồng mình đi đâu? Chồng đi làm. Chồng đi làm rồi. Là làm cái công việc gì? Làm công việc gì? Phù hồ. Đi làm phù hồ. Dạ. Là mình ở đây mình chăn bò. Dạ. Là anh nghe nói á là mẹ của em á là có tới 4-5 người chồng nữa hả? Dạ. Mấy người, tổng cộng là mấy người? Chồng hả? Đúng rồi á. Chồng được 5 người á. 5 người chồng. Dạ, 5 đứa con. 5 người chồng là 5 người con. Dạ. Sao hồi nãy là anh nghe nói ở ngoài á, ở ngoài là người hàng xóm người ta nói là tới 6 người chồng luôn. 6 người chồng á, chồng bỏ có con rồi, chồng ông vô đó cũng chồng nó luôn. Chồng luôn, là tổng cộng là 6 người. Dạ. Là mỗi người chồng như vậy á là mình là mẹ của em là có một người con. Dạ. À. Rồi hiện tại bây giờ là mẹ của em đang ở đâu? Đi làm. Đi làm rồi. Dạ. Là hiện tại là sống chung với em đó hả? Dạ. Ồ, cả nhà gà nghe mà một câu chuyện mà mình hết hồn luôn cả nhà. Tới 6 người chồng mà 6 người con. Rồi hiện tại là chồng của mẹ em là có đang ở chung với mẹ em không? Không có ở chung. Là kiểu như là mất hết luôn. Mất hết luôn hả? Dạ. Là chết hết luôn. Chết không, hết luôn. Không còn người nào luôn. Ừ. Ồ, 6 người chồng mà chết hết 6 người chồng luôn. Ừ. Đầu tiên là lấy ba bị bệnh đó, xong rồi chết luôn. Chết luôn. Ừ. Lấy chồng thứ hai nữa là kéo cổ đó. Kéo cổ chết. Ừ. Rồi chết. Rồi chồng thứ ba. Ừ. Chồng bỏ. Chồng bỏ. Ừ. Chồng bỏ chứ đâu phải chết đâu. Không, bỏ. Bỏ. Bỏ đi luôn. Bỏ đi rồi chồng thứ tư. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ồ, thứ năm. Chết. Chết. Ừ. Mình có biết là em có biết là lý do tại sao mà chết không em? Không biết. Không biết hả? Rồi chồng thứ năm. Chồng thứ năm. Ông bị bệnh. Bị bệnh chết luôn cả nhà. Ừ. Rồi chồng thứ sáu. Không, ông chỗ đó đâu có chết đâu. À là bây giờ ông đang vẫn còn sống. Là vẫn đang ở với mẹ hay sao? Không, ông chủ bà Ngọc đây nè. Bà Ngọc là ta? Bà Ngọc bán quán chỗ đây nè. À, ông quán dưới đó hả? Đầu tiên nhất là ông chủ đó. À, vậy là có một chú ở dưới đó cả nhà. Ừ. Cũng là chồng của mẹ em luôn. Ừ. Ồ, là gà cũng biết cả nhà, gà cũng biết cái chú đó. Nhưng mà gà cũng không có tiếp xúc nhiều quá. Ừ. Tổng cộng là 6 người chồng. Cũng ở với mẹ đó. À, ngày xưa cũng ở nhưng mà bây giờ là chú đó là lấy chồng khác, lấy vợ khác rồi đúng không? Thế mẹ khổ anh, ông không có ở. Người đồng bào ở đây họ rất là sợ người Kinh đó cả nhà. Như là thường thường là họ nói là phụ nữ ở đây á, mà lấy chồng người Kinh á, sợ người Kinh chê là người đồng bào là khổ đúng không? Khổ là bỏ đúng không? Mình ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm luôn. Mình giờ này là trưa rồi. Chưa nấu cơm nữa luôn. Cơm trong biết. Thường thường là mấy giờ là mình ăn cơm? Không biết. Không biết hả? Đói là ăn thôi đúng không? Là hiện tại bây giờ là em đang nuôi là mấy người? À, em là 4 người. Còn cô dì là 2 người. Là 6 người. Là con hiện tại nữa. Một con nữa là 7 người. Là hiện tại bây giờ là một mình em là em nuôi tới 7 người. Con của dì mà con của dì đi á là dì đi làm có gửi tiền về cho em để em nuôi con của dì không? Con dì đâu có đi làm đâu mà kiếm tiền. Vậy là dì bỏ đi xong là bỏ con lại cho em nuôi. Còn đò đó nó bỏ từ 1 tuổi luôn. Từ 1 tuổi. Ừ. Là bây giờ là cái người đó là khoảng bao nhiêu tuổi rồi em? Khoảng 3 mấy vậy đó. 3 mấy tuổi. Ừ. Ủa 3 mấy tuổi sao em có 2 mấy tuổi sao em nuôi được? Nuôi để cho không nuôi cho em nuôi nữa. Là người ta không có đi làm hay sao? Nó không có đi làm á. Nó đi nhà này 1-2 ngày xong nó đi nhà khác nữa không biết. Có bị bệnh gì không mà sao không đi làm được em? Không bị bệnh. Không. Là cứ đi lông nhông vậy hả? Ừ. Là em nuôi. Ồ. Nuôi còn nó là từ hồi nhỏ luôn. Nuôi từ nhỏ luôn. Gà cũng không hiểu tại sao cái câu chuyện nó lộn xộn quá cả nhà.
là một người 30 mấy tuổi mà không đi làm, để cho cái người 20 mấy tuổi đi làm. Nó bỏ con từ hồi nhỏ luôn. Ừ, từ nhỏ luôn. Là để ý là dì của em là bỏ con từ hồi nhỏ rồi để lại cho mẹ em nuôi. Rồi mẹ em nuôi xong là bây giờ tới khiên em nuôi. Dạ. Ồ, sao em không kêu là cái anh đó đi làm hay là cái chị đó đi làm? Nó không làm đâu. Không làm hả? Không làm thì em bỏ nhịn đói luôn. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ là sao? Câu chuyện nó rắc rối vậy. Người ta lớn rồi mà, người ta 30 mấy tuổi rồi mà. Nó đi lang thang từ xưa rồi. À, nhưng mà ý anh hỏi là người đó là có vấn đề gì ở não không? Tại sao mà không đi làm? Là đi lang thang không vậy á hả? Ừ. Là chắc là nghĩ là có vấn đề gì đó cả nhà. Có vấn đề gì nên mới đi lang thang như vậy á, chứ người ta bình thường người ta đâu có đi như vậy đâu. Nó đi từ xưa rồi, lúc con của nó nhỏ đó. Là đây là cái ngôi nhà của mình luôn á hả? Dạ. Ồ, mình ở trong đây là như trời mưa rồi có bị tạt nước đồ giọt nhà đồ không? Tạt trời tạt đêm mà ngủ đó có được đâu. Ngủ không được luôn hả? Con bé kia của em là mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi rồi hả? Là mình chỉ đi chăn bò thôi. Dạ. Chăn bò rồi mình chăn bò cho gì? Dạ. Hồi gì đi lang thang mà gì cũng có bò á chứ? Bò cho bò nhà nước cho nó một con hứa. Nhà nước cho bò. Cho bò. Rồi mình bây giờ mình nuôi giùm. Mình nuôi giùm thì mình nuôi con cho họ thì mình nuôi luôn, mình lấy luôn con bò. Đúng không? Mình lấy luôn chứ mình đâu có đưa nữa. Mình đưa thì người ta bán mất rồi, xong rồi nuôi tiền đâu mà nuôi con. Nuôi hai đứa nữa. Rồi hai đứa đó hiện tại là đang ở đâu rồi em? Một đứa hồi nãy đi chăn đi lấy dê rồi. Đi lấy dê rồi, có nuôi bò, có nuôi dê, mướn cho người ta nữa. Một đứa thì đi học. Là cái ngôi nhà này á, là trời mưa xuống là nước nó chảy trong nhà mình luôn. Ngủ hôm bữa mưa 12 giờ đêm đó, ngủ đâu có được đâu. Còn mấy người chồng mà như là ba của em á, như là ba dượng hay này kia á, là treo cổ mất ở đâu vậy em? Ở trước kia. Mất ở dưới đó hả? Dạ. Xa không em, xa không? Không. Còn mà em dắt anh xuống đó được không? Hả? Dắt anh không xuống đó. Không có cây nữa chứ. Không có cây là sao? Không có cây nữa không. À là treo trên cây á hả? Bây giờ người ta đốt mất cái cây rồi hả? Đốt hết, chặt hết rồi. Chặt hết cái cây rồi. Ở đây gà nghe nói là người đồng bào ở đây á là hay treo cổ lắm cả nhà. Phụ nữ ở đây á nha, ví dụ như mà thương một người đàn ông nào đó mà gia đình mà cấm cản á, là người ta uống thuốc rầy người ta chết đó cả nhà. Uống thuốc trừ cỏ, đúng không em? Dạ. Nên là ví dụ như là mình thương nhau là mình đến với nhau thôi, đúng không? Còn mà gia đình mà cấm cản là mua thuốc mà diệt cỏ rồi uống. Ở đây là có cái vụ nào mà người ta uống thuốc diệt cỏ cho em? Có chứ. Có hả? Có. Cha mẹ cấm cản là mình uống thuốc diệt cỏ mình chết luôn. Ở đây là ít có người mà kiểu như là thương là không có đám cưới đâu á cả nhà. Thương là ở với nhau cũng nhiều lắm, chứ không có giống như là mình phải đi hỏi đi cưới này kia á. Cứ hai người thương nhau là bắt cặp sống chung với nhau vậy đó. Bây giờ này mình chưa đi ăn cơm luôn, chưa nấu cơm gì luôn. Ồ, mẹ của em đi đâu rồi em? Đi làm ở Cam Ranh. Đi làm Cam Ranh chứ không có về đây? Không. Lâu lâu mới về một lần hả? Lâu mới về, 3-4 tháng về một lần. 3-4 tháng. Cả nhà coi cái ngôi nhà này, gà đứng ở đây nó nóng dữ lắm. Nắng nóng dữ lắm. Xung quanh đây toàn là núi không à. Ở đây là nước là mình lấy ở đâu, mình xài ở đâu vậy em? Nước mưa. Nước trời mưa hả? Dạ. Ở đây cũng có nước trời mưa. Rồi ví dụ như không có mưa rồi nước ở đâu mình xài? Có nước suối. Nước dưới suối. Dạ. Ở dưới suối là trời nắng cũng có nước luôn hả? Có ít thôi. Ít thôi. Bây giờ là em á là dẫn cả nhà mình đi ra cái chỗ mà cái chú đó là treo cổ tự tử chết đó cả nhà. Ồ, em biết lý do tại sao mà chú treo cổ tự tử chết không? Ông mẹ với ông về nhà nước đó, xong rồi mua bò, xong rồi ông bắn bò ăn đi chơi cái mà này, xong rồi mẹ tức mẹ la xong nó chết cổ luôn. Là mua bò nhưng mà bán bò ăn. Dạ. Đi chơi gái. Ừ. Rồi mẹ tức quá. Ừ, mẹ là... chửi. Ừ. Chửi xong rồi buồn quá treo cổ tự tử chết. Ừ. Cái đó là ba ruột của em luôn hay là ba dượng?
Ba dưỡng. À, ba dưỡng. Vậy là hiện tại là bây giờ là ba ruột của em là còn sống không? Không. Mất luôn? Mất luôn. À, bệnh là mất luôn. À, một cái câu chuyện thật là buồn cả nha. Là tổng cộng á là mẹ của em á là có 6 đời chồng. Ừ. Nhưng mà là mấy người là mất em hồi nãy anh em nói mà anh quên mất tiêu rồi. Em hả? Đúng là ý là 6 người chồng, nhưng mà trong 6 người chồng đó là mấy người còn sống, mấy người mất á? Ba người sống, ba người chết. Ồ. Cả nhà nghe cái câu chuyện đây phải nói là mình nghe mình thấy nó rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Hiếm có một người phụ nữ nào mà có tới 6 người chồng lắm cả nhà. Ủa đất đây là của ai vậy em? Của dì luôn. Của dì đó hả? Dạ. Ừ. Đất này đất núi gà, thấy có người ta rào lại kìa. Ở đây nó có một con suối nước cũng nhiều lắm cả nhà. Nhìn cả nhà. Wow, ở bên này mát ghê á. Đây là nó nằm là một cái đồi núi nha cả nhà. Đồi núi là người đồng bào á, họ khai thác từ rất là lâu rồi á. Nên họ muốn rào lại cái này để họ trồng trọt này kia, nuôi con này con kia không bị mất á. Cái con dê với lại cái con cừu á, nếu như mà mình không có rào lại là nó tới nó ăn cái cây là chết rồi cả nhà. Ồ, con ở bên đây là của ai? Hả? Ở bên đây là của ai? Của dì luôn. Của dì luôn hả? Thôi. Ủa, mấy chó thấy gà tự nhiên không nó mừng nữa cả nhà. Ồ, cả nhà mình coi bên đây cũng có một cái ngôi nhà nè. Ủa, nhà này có ai vậy em? Của dì đó. Của dì luôn hả? Dì nằm đó hả? Hả? Dì nằm ngủ giống hả? Dạ. Còn xa nữa không em? Chỗ đây nè. À, cái đất này là cái đất của ai vậy em? Đất đây hả? Hả? Đất của dì kia. Đất của dì kia hả? Dạ. Ừ. Cái khu này gà thấy đất cũng đẹp lắm, nhưng mà không thấy họ trồng cái gì. Thì sao dì không trồng cái cây gì lên để mình phát triển cho cuộc sống em? Không có trồng cái gì. Không có trồng cái gì hết hả? Ừ. Trồng sợ dê nó ăn hay sao? Dê ăn cho bò ăn hả? Ừ, chứ mình để trống vậy đó, hả? Ừ. Tiền đâu mà mua rau đó. Không có tiền mua cây giống về trồng hay sao? Không. Ừ. Cái này là mình phải cày lên cả nhà. Mình cày lên những cái cây dại nè. Mình cày lên hết bắt đầu mình mới trồng được. Nhưng mà trồng lên á mà mình nuôi dê là nó ăn hết. Người thấy người ta nuôi ở đây nè. Đất ở đây cũng bằng, cũng đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nước á. Nó không có nước, tại vì khu này á, mình nếu như mà có nước thì mình phải sử dụng lao động bằng tay chân ở cả nhà. Không có điện nha, để mình sử dụng máy bơm hay cái này kia á. Nhà mày nó ở đây nè. Ở đây á hả? Dạ. Ở trong cái nhà đó hả? Lúc đó chỗ đó cũng cây chứ. Người ta chặt hết luôn. Người ta chặt hết rồi. Ừ. Là trong cái nhà đây. Ừ. Ủa em không dám đi tới đó hả? Dám cho chuồng về đó, đâu có nhà đó. À, dám hả? Anh nghĩ là em sợ, em không dám tới. Sợ cái gì? Toàn ngày. Là tới đây? Dạ. Ồ, mà cái chú này là tự tử là treo cổ hay là như thế nào vậy em? Chết cổ. Treo cổ? Dạ. Treo cổ mất ở đây? Dạ. Là mình làm luôn cái chuồng dê trong đây luôn? Làm không biết đó. Xong bữa mẹ về, mẹ nói sao luôn làm chuồng dê đó. Tháo là đâu có thời gian đâu mà tháo. Ừ. Vậy là nằm mất ở chỗ đây mà làm cái chuồng dê đây. Ừ. Con chó nó vô đây nằm. Là em cũng không biết luôn. Mẹ nói thì nó biết. Ừ. Nghe mẹ nói chỗ đây nè. Nhưng mà không biết. Làm chuồng dê một luôn. Cái câu chuyện phải nói là rất là ly kỳ cả nha. Ở đó giờ gà mới nghe là một người phụ nữ mà tới 6 người chồng luôn á. Cũng có nghe nhưng mà hiếm, rất là hiếm. Câu chuyện rất là hiếm. Em thấy sao, em cảm nhận sao mà khi mà mẹ của mình tới 6 người chồng? Không biết. Không biết hả? 6 người chồng luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình đi vô nhà đi, cảm ơn em nha. Dạ. Mừng em dắt ra đây. Đi vô cho con vô đây, vô đây. Dì đó cùng bị cơm đó, cùng ba người chồng á, ba đứa con luôn. Ồ, cái gì mà nãy nằm ngủ yên giống á hả? Thằng chị của nó nữa. Chị của nó nữa, dạ. Là cũng ba người chồng, ba đứa con.
cơm nữa. Rồi chồng có cưới không? Không. Không cưới, ví dụ như thường gặp nhau rồi cái có bầu xong cái có con vậy thôi hả? Dạ. Ừ. Cũng không có cưới hỏi gì hết luôn. Không. Nó bị câm sao cưới hỏi được. Ai bị câm? Chị đó. Chị đó bị câm. Ừ. Ở đây á, gặp nhau là mình kiểu như là mình ở với nhau xong có con là xem coi như là chồng của mình ở cả nhà. Không còn cưới hỏi. Ở đây sao anh thấy người đồng bào là kiểu như là rất là khó khăn trong cuộc sống nhưng mà sao sanh nhiều con dữ vậy ta? Ừ. Sao mình sanh ít thôi, từng hai đứa mình nuôi thôi, sanh gì mà cả đống cả khiên vậy? Không biết. Rồi mình nuôi sao nổi? Nuôi để cho lỡ rồi đó. À, ở đó em lấy chồng em có cưới không? Hay là mình gặp bắt cặp rồi mình ở nhau luôn? Ừ, cứ làm cái sơ sơ à. Làm sơ sơ à, hả? Dạ. Một mình mẹ sao cưới được? Nhưng đâu mà lo. Một mình mẹ là không có tiền để đủ tiền để mình cưới cho mình. Ừ. Chỉ hỏi sơ sơ thôi đúng không? Gà muốn hỏi để đi tìm hiểu cái phong tục của người đồng bào ở đây á cả nhà. Qua cái câu chuyện mà em chia sẻ cả nhà thì gà thấy là cái hoàn cảnh của em cũng rất là khó khăn trong cuộc sống. Một mình em mà nuôi đến 6 người trong gia đình thì dì là 2 người, bé này là 1 người, là 3 người, và còn 2 người nữa là ai em? Em với... Em hả? Dạ. Em với là ai á, ấy là ai nữa, là 3 người rồi còn 2 người nữa là ai? Em nữa. Em nữa hả? Dạ. Em của em hay là sao? Em của em nữa. À, em của em nữa hả? À, vậy tổng cộng là 6 người. Dạ. Yeah. Ủa, mẹ của em á như là đi làm về có đi làm ở ngoài Cam Ranh á, có gửi tiền về để lo không? Gửi ít. Gửi ít là khoảng bao nhiêu tiền em? Khoảng 1 triệu, 2 triệu. À, là tháng nào cũng gửi về hả? Lâu mới gửi một lần. Dạ. Còn tất cả ở nhà là em phải tự lo hết. Dạ. Ừ. Rồi em nuôi bò làm sao em? Em nuôi bò là mỗi tháng em nuôi bò người ta sẽ trả cho mình cái tiền công là như thế nào? Nuôi rẻ. Dạ. Nhưng một tháng là mình được bao nhiêu tiền? Còn có lấy tiền, lấy bò. Lấy bò hả? Dạ. Để ra là sao? Để ra là mình chia ra hả? Dạ. Như vậy thì mỗi tháng như vậy là tiền đâu mà mình trang trải trong cuộc sống, lâu lắm nó mới đẻ chứ bộ. Đi lượm phân bò giờ, nắng thì lượm phân bò. Ừ, nắng lượm phân bò. Ừ. Rồi giờ mưa là mình đi làm cái khác. Mưa thì làm cái khác, người ta kêu y tía bắp thì mình y tía. À. Người ta. Vậy là như là chồng của em là đi làm phụ hồ để mình có thể là trang trải trong cuộc sống. Dạ. Còn bò là như mà mỗi năm như vậy là nó sinh sản ra rồi mình chia ra. Ừ. Ừ. Cái cuộc sống của em cũng rất là khó trong cuộc sống đó nha, khó khăn trong cuộc sống á. Thì hôm nay gà lên gà muốn là chia sẻ đến cả nhà một cái hoàn cảnh khó khăn. Với lại gà phải nói là mình bất ngờ là một người phụ nữ mà đến 6 người chồng nhưng mà 3 người mất á cả nhà. Mình thấy là bất ngờ. Cái hoàn cảnh này cũng có nhưng mà nó hiếm á cả nhà. À, hôm nay á là gà muốn lấy cái số tiền, muốn hỗ trợ cho em một ít tiền á, là gà muốn lấy cái số tiền của cô Phượng ở bên Mỹ. Cái số tiền này á là của cô Đức Nguyễn đã gửi cho gà. Thì cô Đức Nguyễn đã giúp đỡ cho gà nuôi các bé chó, với lại của cô Ngân nữa. Thì cái số tiền của cô Ngân thì gà giải ngân rồi, thì $500 của cô Phượng vẫn còn lại á, thì gà sẽ giải ngân và giúp đỡ cho những người đàn bà nghèo. Thì gà nói lên á là sợ bị lộn á cả nhà, tại vì cũng có cô Phượng ở bên Mỹ cũng nhiều tên nó trùng nhau á, nên gà muốn nói cho cô để cô hiểu hơn, cô xem video của gà để cô biết là cái số tiền của mình là đi đâu. Thì gà sẽ trích cái số tiền ra là 2 triệu để gửi tặng cho em để em mua gạo, với lại nuôi thêm 6 người nữa cả nhà, với lại mua sữa cho bé nhỏ này nè. Cái nhỏ này dễ thương cả nhà ơi. Thì anh tặng cho em 2 triệu của cô Phượng ở bên Mỹ nha, gửi tặng cho gia đình mình để mình mua gạo ăn nha. Nè, gửi cho em 2 triệu nè. Đừng có ngại, mình phải mạnh mẽ lên nha. Mình sống trong cuộc sống này á, người đồng bào họ rất là ngại cả nhà. Họ thấy người kinh mình á, họ sợ, họ chạy trong nhà, họ trốn không à. Khi mà gà không có quen ở đây á, như một người khác á, là đến hỏi chuyện họ không có nói chuyện đâu cả nhà. Họ không có trả lời mình luôn á. Họ chỉ biết đi chăn bò rồi đi vô này chỗ kia thôi à. Em có muốn gửi lời gì đến cô Phượng ở bên Mỹ không?
Cảm ơn cô Phương ở bên Mỹ đã cho tiền cho em đi học, lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Này, cảm em lấy... ơn mình thông qua nhiều. Em lấy tiền đây á, là em mua gạo rồi mua này mua kia nha. Dạ. Hôm bữa gà lên đây á, thì gà cũng hỗ trợ gạo rồi cho những người đồng bào nghèo ở trên đây đó nha. Cũng mấy lần rồi, thì lúc nào là gà cũng phát phiếu cho em để em lãnh gạo, lãnh mì tôm, lãnh dầu ăn, đường bột ngọt gì đó. Thì gà cũng xin thay mặt gia đình của em cảm ơn cô Phượng rất là nhiều. Và cảm ơn cô Ngân và cô Đức Nguyễn đã giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn ủng hộ gà và theo dõi gà trong suốt thời gian qua. Chúc cho cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình nha. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây luôn. Cả nhà đừng có quên bấm cho gà một like nha, và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người cùng biết. Những hoàn cảnh nghèo mình hãy cùng chung tay cả nhà, là làm cái cầu nối có thể giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn ở trên núi nha. Bây giờ anh xin đi về luôn nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye.